Cho mình hỏi hai bạn sinh nhật ngày bao nhiêu ạ? Dạ em sinh ngày 26 tháng 10. 26 tháng 10, mấy người tháng 10 ai cũng đẹp hết. Mấy người tháng 10 ai cũng đẹp hết. 26 tháng 10, mấy người tháng 10 ai cũng đẹp hết. Mùi xanh tháng 10. Dạ em sinh ngày 19 tháng 9. 19 tháng 9. Dễ nhớ quá ha. Trung Nguyên là 19 tháng 9. Ok. Ủa rồi sao em, Tử Vi sao, tốt không em? Dạ. Em hỏi kỹ quá rồi, em cho chị lý do em sinh ngày mấy tháng mấy. Dạ em sinh ngày 26 tháng 12. Rồi có mắc mớ gì tới hai cái ngày sinh của bà hai đứa con tôi không? Có hợp mạng hợp cung không ha? Dạ, có thử hợp không ạ? Em cần tuổi gì, tháng nào? Dạ em cần tháng mấy? Em hợp tuổi Tý. Tháng mấy nè? Dạ tháng mấy cũng được ạ. Tháng mấy cũng được, tuổi Tý vậy hỏi ngày tháng tan chi. Dạ em tướng rồng. Rồng mấy rồng thông minh nữa. Y chang chị Diệp Hương. Người tuổi rồng láng ràng nghệ thuật đi, nghệ thuật có hai phò tuổi rồng, phò tuổi rồng độ phò nó ý nghĩa khác. 576 nha, 576 là nổi tiếng rất nhiều. Đan Trường, Minh Tuyết, Diệp Hùng, Trương Ngọc Ánh rất là nhiều. 588 mà là 12 năm sau là Đông Nghi. Dạ. Ngô Kiến Huy, Lưu Phúc Thịnh nhiều lắm. Hương Trinh tuổi thìn rất nhiều người nổi tiếng. Dạ. Còn Trung Nguyên tuổi gì? Dạ em tuổi rắn. Tuổi rắn, tuổi tỵ là sao? Tuổi thìn tuổi. Dạ. Hôm nay tuổi thìn hay tuổi tỵ? Em không có tuổi tí, mấy em về đi Hùng. Dạ không có tuổi tí, tuổi tỵ cũng được ạ. Tuổi tí không có, tuổi tỵ cũng được. Còn bên đây có ai tuổi tí không? Có. Cho con trai nữa cũng giơ tay. Nói chung là gia đình em giới tính linh hoạt, cần cái gì có cái đó, cần nữ là nó giả nữ, cần nam là nó giả lộ. Đâu có gì thấy không, hay vậy chợ còn đòi gì nữa. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.